quá kì mà thử chuẩn nào có nhiệt tao nhưng mà tàn xe quá tí không muốn à mà nó chui vào ở trong đấy rồi nó chui vào trong đấy làm gì đó kín luôn dưới lúc khác con này phải chết cân. Anh ơi, mua con rắn này đi buôn à? Hả? Vâng. Con này mua cân bao nhiêu? Cân 190. 190 cân à? Vâng. Con này tầm cân mấy hả anh? Cân 1, cân 2 này này. À, giỏi thế. Thế nó phải được trên 500, 600. 7 tí mà. Anh em đi bắt đường nhưng mà về đây cho anh à? Vâng. Lúc nào không lấy. Tả cho kể ra nó tí tí hết. Nó tí tí ra tẩm tí. Hả? Lớp rồi chưa? Con này to đấy. Hai lạng. Ít lì. Ít lạng. Ít lạng. Chúa này mình một lạng. Bắt khê. Khê bắt khê. Khê bắt khê. Mày nhỏ em. Ta có tí một nhỏ tụ cáo. Ta có tí ơi. Cân 2,5 cân 1,5 gần cân 3 còn 1,5 cân 2,5 thì cái túi là 1 lạng rồi thì nó vào cân 1 năm hoa chút bốn lối mà nào lê hoa đi đâu là gió tông nó sáng.